Xin chào tất cả các bạn đến với kênh Nhà Tôi Vlog. Hôm nay anh Dương và chị Thảo Quyên của mình sẽ cùng nhau đi ra ngoài đường để đạp xe đạp vào buổi sáng nha. Các bạn thấy khung cảnh rất là đẹp không nào? Đây các bạn xem coi hai chị em của nhà anh Dương sẽ chơi với nhau như thế nào nha. Đây hai chị em đang bắt đầu để đi ra ngoài đạp xe đây, rất là phấn khởi luôn, rất là vui. Và nhớ là khi mình đi ra ngoài đường thì phải đội nón, đeo khẩu trang vào kính này nha. Nhớ là phải giữ gìn an toàn cho mình nha các bạn. Rồi lúc này thì đường nhà nó hơi vắng xe nên mẹ mới dám cho hai em ra ngoài để chạy xe nè. Nắng sáng rất là tốt, tầm 8 giờ nha, nên các bạn đừng có lo không bị ốm, hãy cho con tiếp xúc với ánh sáng thường xuyên để con hấp thụ nhiều vitamin D, giúp con thắng phát trương hơn nhá. Đây chuẩn bị để chụp hình nè, hai bạn phấn khởi vô cùng luôn. Hôm nay bầu trời thì mát mát dịu nhẹ nè, nắng thì rất là ít nên hai bạn chạy với nhau chạy đua nè rất là vui luôn. Rèn luyện thể dục thể thao mỗi ngày giúp cho con không bị ốm vặt nha. Đây bây giờ hai bạn đua xe nè các bạn ơi, lúc này là anh Dương đang bị té đó, chị Thảo Nguyên vội bỏ xe lên đỡ em lên nè, thương lắm. Bây giờ hai chị em đổi xe để hai chị em cùng nhau chạy tiếp nè. Wow, do là cái con xe của anh Dương mua lâu rồi nên á chạy khá là chậm, nên hai chị em cùng nhau đổi xe để không cãi nhau. Rồi bây giờ lại đạp về thôi, các bạn thấy không, xe tuy mua lâu nhưng mà vẫn còn chạy được nha. Rồi anh Dương đạp nè, chị Thảo Nguyên cũng vậy, luôn nhường em cho em chạy trước nè, rồi chạy đằng sau để cổ động em. Các bạn ơi hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của Nhà Tôi Vlog nhé, hãy ủng hộ anh Dương nha. Các bạn hãy đăng ký kênh và ấn chuông thông báo kênh của anh Dương nha. Cảm ơn các bạn nha.